Jogabola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Xin chào quý khán giả của FPT Play, chúng ta đang theo dõi những ảnh trên sân vận động hàng đấy. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu trong khuôn khổ vòng 25 của giải vô địch quốc gia V-League 1 2023-2024 giữa hai câu lạc bộ Công an Hà Nội và LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Và ngay lập tức chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà Công an Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay với sơ đồ 4-1-4-1 của huấn luyện viên Manu Polking. Trong khung gỗ là thủ thành Nguyễn Philip, hàng thủ gồm số 12 Hoàng Văn Toản, số 98 Giáp Tuấn Dương, số 68 Bùi Hoàng Việt Anh, số 4 Hồ Tuấn Tài. Ở hàng tiền vệ gồm số 11 Lê Phạm Thành Long, số 19 đội trưởng Quang Hải, số 94 Giovane, số 20 Phạm Văn Đức, số 17 Văn Thành và trên hàng công sẽ là tiền đạo cắm duy nhất Jefferson Elias. Đây là tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu ngày hôm nay với trọng tài chính người Malaysia, ông Muhammad Bin Chaman, các trợ lý là ông Phạm Hoài Tâm, ông Phạm Phú Hùng và ông Trần Đình Thịnh. Còn đây sẽ là đội hình xuất phát của đội khách Hoàng Anh Gia Lai với sơ đồ 4-3-3 của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 36 Bùi Tiến Dũng, hàng thủ gồm số 62 Phan Du Học, số 33 Zairo, số 22 Gabriel Diaz, số 2 Lê Văn Sơn. Hàng tiền vệ gồm số 17 Huỳnh Tấn Tài, số 86 Dụng Quang Nho, số 24 Đức Việt và trên hàng công sẽ là bộ 3 tiền đạo nội Quốc Việt, Đinh Thanh Bình và Châu Ngọc Quang. Cầu thủ cũng sẽ mang băng đội trưởng của đội khách LP Bank Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy là trọng tài người Malaysia đã nổi còi để bắt đầu hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Công an Hà Nội và LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Và trong hiệp 1 trận đấu này, đội khách LP Bank Hoàng Anh Gia Lai trong trang phục màu xanh sẽ bảo vệ khung thành phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Lê Phạm Thành Long, đường chuyền dài của Thành Long, Jefferson Elias đã có lỗi. Và bóng trò thấy sức dướn cực tốt của Jefferson Elias và một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Gabriel Diaz. Đó là một quyết định cực kỳ quyết đoán tới từ trọng tài người Malaysia. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đây là pha bóng mà cao thủ Công an Hà Nội hoàn toàn có thể đối mặt với khung thành đối phương. Và cái kéo người này của Gabriel Diaz đã khiến cho nhiệm vụ ngày hôm nay của LP Bank Hoàng Anh Gia Lai trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vẫn đang là Đinh Thanh Bình đường chuyền vào. Rồi căng ngang. Không được. Dù chơi thiếu người nhưng LP Bank Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang có những tình huống lên bóng khoáng đạt, dứt điểm từ xa. Đó là nỗ lực dứt điểm tới từ Dụng Quang Nhỏ. Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, đây là Văn Thành, Giovane, cú đá của Giovane, không vào. May mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà Công an Hà Nội trong tình huống này. Đây là pha bóng mà thủ thành Bùi Tiến Dũng đã hoàn toàn bất lực rồi. Anh đã đổ người ngược với hướng mà quả bóng đã hướng tới sau khi bóng đã chạm vào chân của Dụng Quang Nhỏ. Nhưng cột dọc đã từ chối đi bàn thắng này cho đội chủ nhà. Đây là nỗ lực tới từ Châu Ngọc Quang. Vẫn đang là Châu Ngọc Quang. Khá nhịp nhàng Đinh Thanh Bình, Châu Ngọc Quang. Đưa bóng vào. Đó là cú dứt điểm ngay tới từ Châu Ngọc Quang. Nguyễn Philip vẫn có thể giải quyết tốt tình hình. Vẫn là những tình huống khai thác vào nách trung lộ của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bóng trở lại với đội chủ nhà, Văn Thành. Khá nhịp nhàng, Giovane. Vẫn chưa thể là bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Đó đã là cơ hội đáng chú ý thứ hai tới từ cái chân trái của Giovane. Bóng vào. Hồ Tấn Tài không vào. Đó là phản xạ xuất thần tới từ Bùi Tiến Dũng. Và ngay cả Hồ Tấn Tài cũng phải dành một tràng pháo tay cho Bùi Tiến Dũng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bắt vô lê ngay. Cực kỳ chuẩn mực tới từ Hồ Tấn Tài. Và tạt là cực kỳ chuẩn xác tới từ Hoàng Văn Toản.
huấn luyện viên không bám bạn nhé. Pha phối hợp giữa hai hậu vệ biên của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Vua Việt Anh. Bóng tiếp tục được đưa ra biên. Hồ Tuấn Tài tạt vào. Hoàn Thành. Làm gì đây? Đưa bóng vào. 1-0 dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và người lập công là Jefferson Elias. Phối đến tận gôn. Và không có gì ngăn cản Jefferson Elias lập công trong tình huống này khi khung thành dường như đã bỏ trống trước mặt rồi. Quá dễ dàng. Đã cận thành. Và phối hợp giữa Giovanni Văn Thanh. Và điểm chạm cuối cùng thuộc về Jefferson Elias. Một điều tương đối thoải mái dành cho thầy trò huấn viên Manu Pulking. Cơ hội. Tỷ số là 2-0 dành cho đội chủ nhà. Rất nhanh thôi. Và người lập công đó là Phan Văn Đức. Trong thế phải chơi thiếu người, theo Vi Banh Hoàng Gia Lai đã không thể chống đỡ được những đợt tấn công của đội chủ nhà. Những kế hoạch của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã phá sản từ khá sớm với bàn thua phải nhận ngay đầu hiệp 2 này. Jefferson Elias tiếp tục tỏa sáng với đường giật gót để kiến tạo cho Phan Văn Đức. Khá nguy hiểm. Tỷ số là 3-0 dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Lại là Jefferson Elias. Lần này là một tình huống không chiến dũng mãnh của Jefferson Elias. Rất dễ dàng để Jefferson Elias có cho mình bàn thắng thứ 13 mùa giải năm nay. Hai bàn thắng, một đường kiến tạo. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống không chiến dũng mãnh này của Jefferson Elias. Và tạt như đặt tới từ Vũ Văn Thành. Và Jefferson Elias cực kỳ dễ dàng trong việc bật cao để đánh bại được Trần Quang Thịnh trong tình huống không chiến. Vẫn đang là sức ép tới từ Công an Hà Nội. Quả treo bóng vào. Đánh đầu. 4-0. Lần này thì Giovanni đã lên tiếng. Dấu ấn đậm nét của các ngoại binh bên phía Công an Hà Nội. Jefferson Elias có hai bàn thắng, một kiến tạo, và bây giờ tới lượt Giovanni có cho mình bàn thắng. Người đã thực hiện tình huống kiến tạo như đặt vào đầu của Giovanni. Đó là Lê Phạm Thành Long. Quả tạt của Giovanni. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Không được. Thêm lần nữa thì Bùi Tiến Dũng đã chơi xuất sắc để ngăn chặn bàn thua thứ 5 cho LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống băng vào của Hà Văn Phương. Trận dự trận playoff xuống hạng. Đấu trên sân nhà gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Và đây lại là thời cơ để tỷ số được nâng lên thành 5-0 dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Lần này tới lượt Văn Thành. Một thắng lợi tưng bừng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà. Hai trận đấu liên tiếp câu lạc bộ Công an Hà Nội đều ghi được 5 bàn vào lưới đối thủ. Gương mặt không cảm xúc của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Ông hiểu rằng đây là điều tất yếu mà thôi. Khi LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đã phải chơi thiếu người từ quá sớm. Một tình huống mất bóng nguy hiểm từ phần sân nhà của các cầu thủ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Và như vậy là trận đấu đã khép lại. Tiếng còi của trọng tài chính người Malaysia, ông Muhammad Bin Chamat đã vang lên. 5-0 dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội.
với các bàn thắng được ghi cho công của Jefferson Elias 2 bàn, Phan Văn Đức 1 bàn, Giovane Magno 1 bàn và bàn còn lại được ghi cho công của Vũ Văn Thành. Chiến thắng tưng bừng để tri ân các cổ động viên nhà trong trận đấu cuối cùng được chơi trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2023-2024. Còn với LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, với huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, thất bại này vẫn chưa thể khiến cho đội bóng này tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Nhưng đương nhiên rồi, để chắc chắn trụ hạng thì ở vòng đấu cuối cùng, nhiệm vụ bắt buộc với LP Bank Hoàng Anh Gia Lai phải là một chiến thắng trên sân nhà Pleiku trước câu lạc bộ Hải Phòng. Và tới đây thì buổi bình luận trận đấu của chúng tôi, trận đấu giữa Công an Hà Nội và LP Bank Hoàng Anh Gia Lai xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những trận đấu tiếp theo trên sóng FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.